Hôm nay là mình sẽ đi thăm cái vườn hoa giấy của chị ruột của mình. Đây là cái giống hoa mà mình chuẩn bị rằng cái dịp Tết này nha các bạn. Có nhiều màu lắm. Đây là cái hoa giấy màu hồng. Rồi đây lại có cái giống hoa giấy màu vàng nữa nha các bạn. Hoa giấy này năm nay rất là thịnh hành nha, cho nên mình cũng rất là yêu thích cái hoa này. Đây các bạn thấy không, rất đẹp luôn. Còn bên đây là mới vừa chiết ra chưa có bông nghe các bạn. Cái này là mình chưa có thành phẩm bông, chỉ là mình mới gầy ra được vài ngày thôi. Đây nữa, bây giờ mình sẽ cùng đi tham quan dài dài nha các bạn. Bông rất đẹp luôn, đây hoa đang rất đẹp luôn. Đây chỗ hoa rất đẹp luôn, đẹp luôn các bạn. Đây trời ơi quá dữ luôn, hết sức đẹp luôn nè, hết sức. Màu này màu hên nha các bạn. Đây là những cái loại hoa giấy mà giờ đang thịnh hành dữ lắm. Mình về cái này là mình bán rất là chạy hàng, quá đẹp luôn. Đây hoa giấy màu hồng luôn, màu cam luôn, đủ màu hết. Và đây là mình chuẩn bị gầy giống nha các bạn. Cái này mình chỉ mới về vô chậu nhỏ thôi. Đây là mới vô chậu rồi, chuẩn bị ra vô chậu này nè, là mới gầy đó. Đằng này nữa nha các bạn. Đây là hoa giấy Mỹ nha các bạn. Đây. Cái này mình cũng gầy được vài hôm rồi, nó cũng có lá rồi. Là mình chuẩn bị mình đi tham quan dài dài luôn nha các bạn. Đó, có cái bông màu vàng luôn nữa đó. Hoa giấy này là năm nay là người ta trồng rất là nhiều. Mình ở cái khu vực của địa phương mình, chỗ này là chuyên là về nơi về hoa giấy Qua sao đấy? mình cũng chỗ này là cái chỗ cũng gần làng hoa Sa Đéc. Đây ra làng hoa Sa Đéc cách khoảng 4 cây số thôi nghe các bạn. Mình đi dài dài mình tham quan cái vườn hoa giấy của chị mình ha, quá đẹp luôn các bạn ơi. Đây quá đẹp luôn, hết sảy không. Đây nữa nè các bạn, đó này lên chậu nè các bạn. Đây nè, đây là mình có cái những cái gốc to nè đó. Đây nữa nè các bạn, cái này là mình đã lên chậu rồi đó. Đây hoa giấy Mỹ lá nhuyễn mứt nhưng mà chưa có bông. Cái này mình mới lên mới o thôi, mới uống nó tạo hình. Đây đây hoa giấy cẩm thạch đây các bạn, đẹp cực kỳ chưa, hết sức kiêu kha kiêu sao. Đây nữa nè, trời ơi quá đẹp rồi các bạn ơi, các bạn thấy không, lá màu kem tuyệt vời không các bạn. Đó, quá đẹp luôn. Đây nữa nè các bạn ơi, đây nè, thấy chưa nè, quá xinh luôn. Những chậu này là những cái chậu nó đã lớn rồi, đã trưởng thành rồi nè, đẹp không các bạn. Rồi, mến chào các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình. Và đăng ký. Và các bạn hãy đăng ký cho mình nhé. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn nhiều.